Kính chào Thông Hợp, xin thân mến chào bà con nông dân. Hôm nay có khách từ Đồng Tháp xuống tham quan vườn dừa chim xanh lùng của chú Đạo à. Chú Đạo chào bà con, chú Đạo. Chào bà con. Nay khách ở đâu xuống tham quan vậy? Nay khách đầu tiên là khách Đồng Nai nhưng mà không cho lên YouTube, rồi khách tiếp nữa là khách này là khách của Đồng Tháp. Dạ. Đồng Tháp ha. Đúng rồi, Sa Đéc Đồng Tháp á. Dạ. Này là hôm nay là cắt bao lâu rồi chú? Cái này nói chung cắt xong xuống khoảng tháng phơi xong nay khô xong dâm ra để là mình ương luôn đó. Dạ dạ. Thì này quanh trái to ghê ha chú. Chiến này phải lựa lại những cái, cũng có những số trái nhỏ nhưng mà đã mình dạt ra, mình lấy đạt chuẩn để bà cho con là mua phải thích trái to. Đúng rồi. Dạ trái nhỏ nhưng mà không chịu, nhưng mà trái nhỏ thật ra nó rất là ngon. Đúng. Nó sai nó mới nhỏ. Dạ. Giờ nó bình đôi phải lại đó. Bên này đây thích bầu đi chu rồi. Nó có hồ nhỏ nó sẽ dài lớn nó bầu lên rồi đó. Hai hình tao thấy mày nó sai hơn. Đó. Mỹ nó trồng cả nghe, nó trồng một đường bên kia, nếu mà trồng dọc về rồi thì nó cả nó còn nhỏ nữa. Rồi cái bên kia thấy mã này sai. Cứng hay gì ạ? Nãy không leo lên đốn cái quả dừa. Ngọt không? Ngọt không anh? Hả? Hơi chua chua hả? Không thiếu thiếu cái đoạn cứng quá rồi, vừa này muốn khô luôn rồi. Nó ấy hả? Nó giờ nó hơi ấy không? Hết ngọt hả? Mùa này thì nói chung là nó không ngọt bằng mùa nắng nữa. Chặt già quá. Đúng rồi. Nó phải vừa nạo à. Vừa nạo à. Thu hoạch đúng mùa thu hoạch nãy. Tại vì nó cái này thử cái này nó thấp. Cái này nó thấp. Leo già bác già. Già leo nó chết luôn. Cái này xứ này sim không à, cho nên khỏi sợ lai, khỏi thủ phấn chéo gì vậy. Này là sim xay. Như trồng như vậy một hết thì trồng được bao nhiêu cây? Nếu mà mình tính là 5-6 mét thì nó chưa tới 400 cây, 300 mấy cây. Còn bữa tính là nếu mà 5 mét á là một hết là trồng 400 cây. 5 mét là một hết là 400 cây. Bữa thì đấy là 5 mét, còn 6 mét thì 6 mét thì 6 mét nếu một công ra 27 cây 7 à. Nên công chứ ngàn mét vuông á. Anh có trồng sim xanh lùng của chú Đạo chưa? Có. Dạ, thấy trái ngon không anh? Trái ngon. Ngon không? Ngon. Anh nói bà con hỏi ngon không? Dạ, hỏi trái ngon không? Được rồi. Ngon không? Anh ở huyện nào có con lãnh anh? Thành phố Sa Đéc phải không? Em mới đi quậy dừa ở trên
Đồng Tháp, An Giang với Long An mới về. Mà trên Đồng Tháp là trồng ít. Đồng Tháp trồng dừa ít. Không, nhưng mà ở Sa Đéc với Lai Dung với dạ với cái gì ta, lên Lai Dung rồi tới gì ta, à, Lấp Vò nó là ít lắm, ít trồng dừa lắm, có nhưng mà ít so là một số tỉnh khác ít. Mà anh trồng dừa chủ đạo bao lâu rồi? 8 năm mà trái dữ không? Rồi ta trái chất lượng không? Anh có làm dừa giống luôn không? Dạ dạ. Thằng đeo đi ú, đeo vô cho nó đặng nó nói chuyện. Vậy là anh mua dừa chú đạo này 8 năm rồi hả? Quá là ok rồi ha. Em cũng đang quảng bá cái thương hiệu dừa của chú đạo cho bà con cả nước trồng. Anh tên gì anh? Trí. Anh Trí hả? Dạ. Đây, dừa chú đạo là dừa xiêm xanh lụng nha bà con, giống chuẩn, giống tại nhà, ươm tại nhà luôn. Bà con là có nhu cầu là muốn dừa dừa mà trồng á, bà con nên mua những cái chỗ này nè. Bà con thấy là khách Đồng Tháp mà mua dừa chú đạo là 8 năm rồi, nhưng hôm nay vẫn quay lại mua dừa. Quá đẹp luôn hả chú? Nay là xí bầu nè, cái này là đây nè. Còn ủng luôn ha. Bây giờ khách hàng là xiên bầu là vậy thôi. Dạ. Khách Đồng Tháp lặn lội xa xôi xuống tiếp tục mua dừa của chú Đạo. Đây, dừa xiêm xanh, dừa giống xiêm bên tay phải của bà con á. Dừa xiêm xanh lùng. Giống đúng chủng loại luôn nha bà con. Đây, cái này bao lâu rồi chú? Đúng năm. Đúng năm á bà con. Cũ hủ đó. Hồi xưa trên Đồng Tháp trồng nó ra vậy với gì? Hả? Nó ra ngắn ngắn về là lụm với gì? Hay vậy? Đây con bự bự hơn này đó. Có trái chưa? Đợt trước có trái rồi, có khánh vỏ. Khánh vỏ nó kêu lặt, nó lặt không có hiệu quả, nó lặt lá. Lặt cái gì? Trái hả? Ờ, khúc nào nó có, nó có. Cây của nó bị lớn này nè, nó một vườn dưới. Ờ. Cây nó bự lắm. Cherry Mỹ tôi trồng không được. Thôi cherry Mỹ trồng không hơi ra bông riêu dụng chân. Khí hậu mà. Ương cũng không được nữa. Tôi đem về cả ký mấy. Ngắn vậy là hiệu quả nè. Này đúng rồi, cái gì đó, đây đúng giống đúng gốc. Ờ rồi, khỏi có này. Anh công tác ở đâu rồi anh? Dạ. Anh công tác đâu ạ? Chút xíu hết quay phim thì em vô nói anh. Anh có mặt không? Công tác của anh em mình nhờ anh có thể hơn tuổi em á, anh nhờ. Dạ. Ai nhiều. Quá quá. Ghê không? Xiêm xanh được không á? Cái này lục, bên đó xiêm xanh nữa mà trái cũng ngang với nhau luôn. Với mấy người ngoài người ta trồng rồi, nay người ta vô, tại vì nói chung nó cũng đúng giống rồi đó. Đó như những người Đồng Tháp ta trồng như em trồng 8 năm. 8 năm rồi, 8 năm quay xuống. Còn những người ta trồng 4 năm, 5 năm có trái hết rồi. Nó 28 trái hả? Ờ nhờ vậy á. Cái chăm sóc cái dừa này có khó lắm không chú? Không không, đơn giản, không có gì. Không có, còn cái nếu mà tham quan cái tôi trồng một lượt cũng 8 năm như em này ngoài thì nó cũng cao vậy nhưng mà trái cũng dài lắm. Không có ngoài phải đi cái đường kia đi ra. Xúc ra ngoài cho anh coi cái chụp hình gửi vô ngoài cái. À nhiều khi người ta uống người ta không mê. Lớn tuổi mà chặt dừa vậy ha. Đây này mà xách qua con đường đó đi đường. Buồn là cứng rồi. Buồn là cứng. Để uống nó ngọt. Uống nước mà cần gì. À, đừng, ghê, nào cũng kìa.
này cũng cứng ngộ đời thiệt đúng. Rồi vậy em vô đây chặt luôn chú Đạo ơi. Đúng cũng cứng cứng không hả? Ở bên kia có cái nhóm kia đang hái dừa bà con nông dân. Chú Đạo đụng ngoài quốc mấy 4 nhát lận. Ngon không? Cái này bụng sát nữa đó. Được luôn á. Chặt lưng trái coi có ngọt không? Rồi. Ngon không anh? Quay 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 bên được. Kia tụi nó đang bẻ kìa. Thơm. Cũng cái này thì nó không nhiều nước, không nhiều nước lắm đúng chú nhỉ. Không có cái dừa xiêm là nó phải vậy. Có người ta bán vậy nữa. Nè nè uống đi. Chú không uống hả? Trồng dừa uống riết ngán hả? Trồng dừa thấy uống không? Mà bà con nông dân uống dừa nha, dừa chim xanh lùng của chú Đạo á. Quay qua đang bẻ vỡ nữa đó. Nay có khách từ Đồng Tháp mà 8 năm mà mua dừa chú Đạo, nay xuống tham quan, dẫn khách xuống tham quan tiếp tục mua dừa trồng. Đúng là uống nước dừa tại chỗ nó ngon từ mật, ngọt từ xương thiệt chứ. Quay qua nữa là người ta đang bẻ dừa đó, đang thu hoạch dừa kiểu này nè. Đó ở Đồng Tháp ha, ở đâu có cứ điện đây nha. Người cây thang, cộng dây. Qua uống trái dừa no luôn rồi. Qua quay quay mấy ra tới vườn dừa của chú Đạo rồi bà con ơi. Đây. Dừa này mấy năm rồi chú Đạo? Hôm 8 năm nay 9 năm. Này 9 năm hả? Ừ. Mà có ông Đồng Tháp trọng lược nè, hôm nay ông xuống mới biết ổng là cũng hiệu quả đây, y chang vậy. Đây ấp luôn các bà con dân. Tại hơi cao nha. Tại vì dừa của chú là 8-9 năm nữa mới cao. Đây khách Đồng Tháp mà mua nay là 8 năm hả chú Đạo? Cũng cùng lượt dừa này, ổng mới xuống, ổng mới đi mua giống lợi, ổng mới báo mình mới biết là nó cũng dạ. Y chang như vậy, hiệu quả như vậy nè. Dạ. Hai em khách hàng dừa phải đầy cây vậy hả bà con? Hai em khách hàng mới xuống á. Đây bà con thấy nè. Đó. Thấy xum xê không? Tức là hái xong hổm rồi bây giờ quay lại nó cũng y chang như hổm. Bên kia đó bà con thấy cái cây mút bên kia không? Zoom lại cho bà con xem nè. Những cái cây bên kia đó bà con thấy bên tay trái góc màn hình đó. Zoom lại cho bà con xem thấy tiếp tục nữa nè. Đây là dừa xim xanh lùng chú Đạo đi dừa chống nha bà con nông dân. Trái khủng khiếp lắm. Vành to, cùi dài. Không lấy tạo. Đó, bà con thấy trái lượng trái trên hoài ghê không? Một mỗi cái bẹ là một cái lưới mèo. Trái gì đó. Đây nữa nè. Bà con thấy đầy cây luôn phải không? Đây. Kênh không có tắt máy nha bà con dân. Kênh vẫn quay trực tiếp luôn. Quay cây tiếp theo nữa nè. Trong đây tại hơi tối chút xíu. Đấy, bà con coi thấy không? Bà con nào mà có nhu cầu trồng dừa chim xanh lùng thì tốt nhất mình chọn những giống vườn dừa như chú Đạo vậy nha bà con dân. Mua cho nổi mà ở ngoài là bà con coi chừng đó nha. Kênh nó làm nhiều cái video là cảnh báo rồi đó. Cho nên bà con phải mua dừa phải đúng chủng loại, phun tại nhà. Không nó khô nó chín trên cây luôn bà con thấy không? Nó chín hay gọi là nó khô. Cái cơm dừa này ông ngoại sao anh? Cái đối với người miền Bắc á, là cái đặc biệt là cái vùng phía đông Bắc Bộ như quê em là cái dạ. cái cơm dừa này họ rất là quý. Dạ. Cái trái dừa thật sự từ xưa đến giờ đất chật mà người đông nên là cái cây để trồng cái cây dừa thì đất nó chật nên họ không có trồng được nhiều. Dạ.
Nhưng bởi vậy nên là tụi em rất quý, không những nước mà cái cơm dừa này, ở ngoài Bắc người ta gọi là cùi dừa. Cùi dừa. Dạ, đúng rồi, gọi cùi dừa anh. Còn ở trong miền Nam gọi là cơm dừa. Cơm dừa, dạ. Dạ. Mà lúc còn nhỏ thì mua được một trái dừa thì cái cây dừa là trái dừa khô anh ạ. Dạ. Nên là cái cơm dừa, cái cùi này nó rất là dày. Dạ. Hay thường thường thì hay để là kho thịt ăn. Kho thịt. Ăn. Còn cái nước thì nó thật sự là quê em không phong phú dừa như người miền miền Nam. Dạ. Nên là rất là quý trái dừa. Dạ. Không, gần như là không có nước, không có nước để mà kho thịt hay là để nấu chè hay làm cái món mà ẩm thực như ở trong miền Nam. Nên là đối với em là trái dừa rất thích, nên tại bởi đây đến đây em thấy một cái rừng dừa rất là nhiều. Dạ. Ngoài việc uống nước là mình cũng tận dụng mình ăn cảm nhận một miếng cơm dừa xem là nó như thế nào. Cơm dừa là anh ở trong sống trong đây anh kêu cơm dừa, không ai kêu cùi dừa. Cùi dừa, dạ. Nên là nếu mà em nghĩ có thể có chính người Nam Bộ ở đây rừng dừa thật, nhưng chưa chắc họ đã chưa ai bao giờ ăn cái món mà cùi dừa này, hay là gọi là cơm dừa mà kho thịt. Kho thịt chứ. Dạ. Nãy nói kho thịt chứ gì anh? À, thì để kho thịt rồi như kiểu ăn đến là cái tai heo, cái mặt của con heo rồi mình kho với lại cái tai heo ha. Dạ, lỗ tai heo với mình kho cái dừa hoặc là thịt ba rọi. Dạ. Dạ. Ăn nó vừa béo mà nó cũng ngậy ngậy, nói chung nó hay. Nói chung là cái văn hóa vùng miền em thì ở trong này cũng mấy chục năm rồi, nhưng mà em cảm nhận ở trong Nam thì rất nhiều thứ, nhất là món ăn ngon, ẩm thực, rồi có những cái điều rất đơn giản như thế này thì như quê em là họ tận dụng tối đa. Dạ. Nước thì để uống, còn cái này để gọi là cùi dừa thì em để kho thịt. Nên là bây giờ em cũng đang muốn là đi vào trong này để mua ít giống dừa, các loại giống dừa. Dạ. Sưu tầm để về miền Bắc mình tận dụng trồng với những bờ ao, bờ sông gì đó. Dạ, để cho nó dân vùng miền mình được thưởng thức qua lại các cái món ăn của nhau. Em thấy cũng rất là hay. Nên nhân tiện về đây thì em cũng phải chia sẻ. Anh có thể giới thiệu cho bà con trong cái nước là hiện tại anh tên gì, hiện tại đang sống ở đâu, về quê anh đâu không anh? Dạ, em thì sinh ra ở quê hương Thái Bình, miền Bắc. Thái Bình, dạ. Dạ, em thì em vào trong này cũng mấy chục năm rồi. Dạ. Thì cũng đi khắp nơi. Dạ. Gần như là cũng đi khắp nơi. Dạ. Thì cũng đi được nhiều vùng miền trong cả nước. Dạ. Từ món ăn hay là văn hóa vùng miền gần là. Dạ. Để nói hài chứ có thể em được nói tiếng được ba tiếng của ba vùng ba miền đó. Dạ, anh nói hiện tại anh đang nói giọng miền Bắc phải không? Đúng rồi, em nói giọng miền Bắc. Nói giọng miền Trung thế coi. Thì đơn giản quả thôi. Dạ, nói tiếng Nghệ An em nói được. Dạ, vòng tiếng Huế nó hơi nặng chục. Dạ. Ở tiếng miền Nam. Nam thì quá đơn giản rồi, đơn giản thì ở trong Nam mình lâu ngày rồi nên là nói tiếng miền Nam cũng không có gì khó cả. Không, em thì em hài hước thôi, nhưng mà miền Bắc em có một câu là chém cha không bằng pha tiếng, nên thôi em nói vui vậy thôi. Dạ, dạ, chứ dạ. Em không có cái ý đồ gì cả. Dạ. Đối với em thì Bắc Nam giờ như ở giờ thời điểm này. Đất nước Việt Nam mình nó có 54 dân tộc, anh em thì đoàn kết nha. Rồi đúng rồi, rồi. Nói chung là Bắc Nam giờ một miền rồi. Dạ. Nó thống nhất đất nước cũng mấy chục năm rồi. Nên dạ. Là em cũng chia sẻ mọi người là thôi đừng phân biệt cái gì nữa. Đâu có. Thì không, ý phân em... biệt là sai, sai không. Điểm. Ý em muốn nói chứ là em không, thương Bắc dữ lắm. Có rất nhiều người, nói chung cũng còn một số cái quan điểm. Đúng rồi. Thì thôi, em thì em sinh ra sau giải phóng. Dạ. Em chỉ muốn là thôi cả nước mình đoàn kết thôi. Em nói thiệt với anh là em là cái người mà chuyên ra là thô diệu em, có em, nhiều người mà Nam em cũng vậy đây. Bắc kỳ trung kỳ em là em nghe cái từ đó không được. Dạ. Bắc Nam mình là một nhà phải đoàn kết thì anh ơi cũng là người thôi. Dạ. Tại vì nếu mà anh em đi học lịch sử thì Bắc Nam thì ngày đúng xưa rồi. Thời từ ông Nguyễn Hữu Cảnh thời xưa mấy trăm năm thì dạ. Cũng từ Trung Bắc vào đây. Dạ, dạ. Mới có cái người miền Nam. Dạ, dạ. Nhiều người anh em cứ chửi em là Bắc kỳ, nhưng mà thật sự anh em có biết là nếu mà họ Lê họ Nguyễn thì ở đâu ra? Dạ đúng rồi, em nếu gốc miền Nam họ đâu có họ Lê họ Nguyễn mấy trăm năm nay. Em là về chỉnh liền. Dạ thì không, nói vậy thì để mình hiểu thêm thôi chứ còn không có ý đồ gì cả. Đối với em tất cả con ta sinh ra đều là người, ở đâu cũng có người này người kia. Mình sống tốt, mình đối xử với nhau chan hòa thế là được, không có gì gọi là nặng nề cả. Dạ không, đó là thật sự. Tính nghiên cứu dừa này là về ngoài trồng ha. Dạ em về em trồng thì tạm thời em chắc có lẽ em sẽ mua khoảng tầm 200 gốc dừa này để em về em trồng xem như thế nào. Thì ở đây chú cũng giới thiệu là nó là 28 tháng là được thu hoạch. Thì thôi được rồi, để em cứ trồng thế nào, tại vì mình không dám nói trước vì anh biết là thổ nhưỡng hay là đất cát hay là khí hậu mỗi một miền nó một khác. Dạ, dạ. Nên thôi cứ tạm thời về trồng như thế nào đã, rồi dạ, dạ. Như thế nào đó thì rồi, em báo cáo kết quả thì sau. Anh dạ, em chào. Được anh ạ. Thấy không? Dạ, dạ, dạ. Dừa dứa hả? Ngọt không anh? Ngọt không? Ngọt không anh Triệu? Ngọt không? Dừa dứa ngọt không? Dừa dứa thơm. Thơm mùi dứa ha. Nói chung là rất là thơm, nó thơm như mùi gạo nếp anh. Rồi thôi mấy anh chào bà con luôn nha. Rồi chào anh. Rồi chào bà con luôn chú Đạo ơi.